Xin chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Hôm nay tiếp tục chia sẻ trong trang Facebook Vui Biết Đủ Thường với phần 2 của cuốn sách của mình. Tựa đề cuốn sách thì Long sẽ nói sau khi mà Long hoàn thành xong những bài viết của mình. Còn Long sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người phần 2 của cuốn sách nha. Phần 2, một lớn về bí mật mua bất động sản giá rẻ. Không nhất thiết phải mua ở mặt tiền, bạn có thể mua đất ở trong hẻm. Trong trung tâm thành phố giá đất quá cao, bạn nên chọn vùng ven. Mua nhà đất khi ngân hàng thanh lý, chủ nhà nợ nần, chồng chất do cờ bạc, đề đốm. Mua nhà đất của những cặp vợ chồng ra tòa ly dị, họ cần bán gấp để lo. Họ cần bán gấp để lo cho cuộc sống riêng của họ. Thôi Long gần hết pin rồi cho nên là nó hơi mờ. Mọi người cố gắng một chút nha, cũng gần xong rồi. Long nói lại nè, bí mật mua bất động sản giá rẻ. Không nhất thiết phải mua ở mặt tiền, bạn có thể mua đất ở vùng ở trong hẻm. Trung tâm thành phố thì giá đất quá cao nên mua ở vùng ven. Mua nhà đất khi ngân hàng thanh lý, chủ nhà nợ nần chồng chất cho cờ bạc đề đốm. Mua nhà đất của những cặp vợ chồng ra tòa ly dị, họ cần bán gấp để lo cho cuộc sống riêng của họ. Người đứng tên chủ sở hữu mảnh đất qua đời như cha hoặc mẹ hoặc các con cần bán gấp để phân chia cho nhau, lo hậu sự, mồ mả và các việc khác. Thiên tai, những nơi có thời tiết khắc nghiệt như hạn hán, bão lụt, động đất, mọi người ở nơi đó thường dọn đi nơi khác sinh sống nên bán với giá rẻ bèo. Những nơi có thời tiết khắc nghiệt như hạn hán, bão lụt, động đất, mọi người ở nơi đó thường dọn đi nơi khác sinh sống nên bán với giá rất rẻ bèo. Bạn nên nhớ rằng thiên tai chỉ xảy ra trong thời điểm nào đó trong năm, không thể kéo dài bão lũ, hạn hán, động đất cả năm, ở đâu mà chẳng thế, có lúc nắng thì phải có lúc mưa. Miền Bắc thì có một số tháng rét đậm rét hại, miền Trung thì có một số tháng gặp lũ lụt, gió bão hay hạn hán và có những vùng núi như Trà My lại xảy ra động đất. Miền Nam thì vài tháng có lũ mùa nước lớn, đó là ở Việt Nam. Còn ở Nhật, động đất sóng thần trở thành thói quen, người dân ở đây họ vẫn sống tốt và phát triển vượt bậc, nhiều nước còn phải nghiêng mình nể phục, tất cả mọi người vẫn sống tốt đó thôi. Đó là những bí mật giúp bạn mua được những mảnh đất giá rẻ phù hợp với túi tiền của bạn, hoàn cảnh của bạn. Đây là kinh nghiệm của tôi. Nếu bạn còn có những bí mật mua đất rẻ hơn, hãy comment bên dưới bạn nhé, tôi rất sẵn lòng học hỏi. Phần 2 của mục 2 lớn mua chung sổ. Câu hỏi đặt ra là có nên mua chung sổ hay đầu tư chung với nhau hay không? Câu trả lời là nên khi đáp ứng được các điều kiện sau. Cần có một bản thỏa thuận về lợi nhuận đạt được. Giá tỷ như chạm mốc lợi nhuận là 20% thì sẽ bán ra. Bản thỏa thuận này sẽ tránh được các trường hợp một người nào đó trong nhóm đầu tư bị kẹt tiền hay muốn để lại bán giá cao hơn, còn người khác thì lại muốn bán gấp. Tin tưởng lẫn nhau và hiểu rõ về người mình muốn đầu tư chung, không phải là đầu tư một hai thương vụ rồi nghỉ, mà chúng ta đầu tư chung với nhau lâu dài, có thể suốt đời. Một cái đầu làm gì bằng 3-4 cái đầu, tiền của một người sao bằng 3-4 người hùng giàu. Tiền của chúng ta không thể bỏ chung vào một giỏ mà phải ở vài giỏ. Mua chung với 4 người là đẹp, không nên hơn số này vì sẽ rắc rối, phiền phức, vì sẽ có quá nhiều ý kiến trái chiều, ngược nhau, thà ít mà chắc. Như vậy, đầu tư chung, mua chung sổ là một giải pháp hay ho cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những người tài chính eo hẹp. Hãy tìm cho mình những đồng đội có tâm, có tài và có tiền để đi đến cuối đoạn đường đầu tư bạn nhé. Chúc bạn sẽ làm chủ các khoản đầu tư của mình.
Phần 2 về ba lớn, kinh nghiệm làm công mua được đất. Làm công biết bao giờ mới mua nổi miếng đất cất cái nhà. Đó là tâm lý chung của nhiều người, nhưng thực tế có rất nhiều người làm công mua được đất sau vài năm đi làm. Đó không còn là giấc mơ xa vời nữa. Không có gì là dễ dàng, tất cả đều cần phải nỗ lực kiên trì. Bạn phải chăm chỉ hơn người. Người ta làm 5, bạn phải làm 10, 12. Vinh quang luôn mỉm cười với người biết cố gắng. Bạn không nỗ lực thì cũng không có gì cả, lúc nào cũng không đủ. Lương 5 triệu bạn cũng tiêu sạch, tăng lên 7, 8 triệu cũng không còn. Bạn không tiết kiệm thì lấy tiền đâu mà mua đất. Mà tiết kiệm, bạn còn phải biết tiết chế các cục nhậu nhẹt vô bổ, tốn kém, bỏ ngay và luôn cái tư tưởng là phải mua đất hoặc tiền ở trung tâm thành phố. Chờ đến khi trăng rụng cũng không đủ tiền mua đâu bạn nhé. Giá đất luôn tăng theo thời gian, hãy chọn vùng ven mà mua. Trong hẻm, nhà nhỏ cũng được, không có nội thất sang trọng cũng được, xấu xí một chút cũng không sao. Ta có thể khoác cho nó một chiếc áo mới, đồ đạc càng ít, không gian càng thoáng đãng, rộng rãi, thoải mái. Và nên bạn phải cố gắng làm, có thể tăng ca, làm thêm ngoài giờ để nhanh chóng có thêm tiền tiết kiệm mua đất. Bạn nên mua đất trước, sau đó tiết kiệm tiếp rồi xây nhà. Nhưng tiết kiệm chắc đến già mới đủ tiền mua đất vì lương không tăng, mà đất càng ngày càng tăng. Vì lẽ đó chúng ta còn phải vay mượn thêm gia đình, người thân, bạn bè. Nhưng một điều đáng buồn, lúc trước nhờ tao mà nó mới mua được miếng đất đó. Hai chữ mang ơn làm bạn chẳng thể hạnh phúc với chính ngôi nhà mình đang ở. Có một cách khác cho bạn, vay ngân hàng. Nếu tiền hàng tháng đều đặn chảy vào trong tài khoản của bạn, đủ số tiền trả lãi ngân hàng, ngân hàng sẽ cho bạn vay. Đó là bí mật mà không phải ai cũng biết. Vậy nên bạn cần phải nỗ lực hơn nữa, có nhiều nguồn tiền chảy đều đặn vào trong đó. Một ngày đẹp trời, ngân hàng sẽ gọi bạn đến và cho bạn vay mà không cần thế chấp bất cứ cái gì. Tiếp tục Long rồi thôi, phần 3 để video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Và hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp Long nha.